À, đối với trường hợp của bạn thì phòng ngừa như thế nào? Thì đối với câu hỏi này thì bạn đã được chẩn đoán là một cái ung thư vú giai đoạn 2B, đã trải qua cái điều trị bài bản bằng phẫu thuật, tia xạ và hóa chất. Như vậy là còn cái thông tin về nội tiết thì chúng tôi không có thông tin, hoặc là cái cụ thể yếu tố phát triển biểu mô thì không có thông tin. Thế thì đối với bạn, bạn đã ra viện rồi thì cái việc điều quan trọng nhất đối với bạn trong cái giai đoạn này là cứ ba trong cái năm đầu, 3 tháng một lần bạn thăm khám định kỳ, bạn thăm khám định kỳ tại các cái cơ sở y tế chuyên khoa. Còn về nhà thì bạn làm gì để phòng ngừa? Thứ nhất là bạn cố gắng là duy trì một cái chế độ ăn uống hợp lý để tránh cái chuyện mà tăng cân, mình duy trì cái cân nặng của mình. Về ăn uống thì bạn ăn uống nhiều rau củ quả và cái chất dinh dưỡng, và hạn chế những ăn những cái chất béo hoặc là những chất nướng hoặc là những đồ ăn lên men hoặc là những cái đồ sung khói. Thế để mình duy trì một cái chế độ ăn uống nó hợp lý. Cái thứ hai rất quan trọng, tôi cho rằng hết sức quan trọng, đó là bạn nên tập thể dục nhẹ nhàng tùy theo cái sức của mình, tùy theo, tôi phải nói là tùy theo cái sức của mình. Vậy khi mình hoạt động thể lực thì mình sẽ góp phần là duy trì được cái cân nặng hợp lý và đồng thời là tăng cường cái hệ miễn dịch, như vậy là cũng góp phần để phòng ngừa cái ung thư. Như vậy đối với bạn là chúng ta cố gắng là duy trì một cái cân nặng hợp lý, ăn uống dinh dưỡng cũng như là hoạt động thể lực vừa phải hợp lý, và thứ hai là chúng ta khám định kỳ là yếu tố hết sức quan trọng. Đây là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai, cái nhu cầu làm đẹp hay là nhu cầu tái tạo, đấy là quyền của bệnh nhân, là cái quyền hết sức là chính đáng của bệnh nhân. Nhưng mà tuy nhiên thì về góc độ là thầy thuốc thì tôi cũng khuyên bạn như sau. Thứ nhất là vì là bạn đã cái điều trong quá trình điều trị thì bạn đã trải qua cái quá trình tia xạ, thì thông thường cái tia xạ thì cái thành ngực, cái diện thành ngực ấy, nó sẽ bị sơ hóa. Chính vì vậy mà bạn nên cũng mình sẽ nên gặp bác sĩ về phẫu thuật ung thư vú cũng như là tạo hình để được tư vấn. Ví dụ như bác có thể đến bệnh viện ca gặp các bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật ung thư vú và tạo hình thì để có thể được tư vấn, và bác sĩ sẽ thăm khám cái diện thành ngực xem là cái tính khả thi của cái phẫu thuật tạo hình như thế nào. Thì có thể có hai cái phương pháp lựa chọn, có thể là ví dụ như là đặt túi ngực hoặc là tái tạo bằng các cái vạt cơ tự thân. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, nếu mà trong vòng sau khi ra viện được khoảng 2 đến 3 năm rồi thì cái nguy cơ tái phát nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thì cái thời điểm này mà ở cái phụ nữ bạn 47 tuổi này, rồi là đã xạ trị rồi này, mà trải qua cái giai đoạn khoảng 3 2 đến 3 năm, cái nguy cơ tái phát nó giảm hẳn rồi, thì lúc ấy là cái thời điểm, có thể là cái thời điểm thích hợp để mà tái tạo cái tuyến vú cho bạn. Nhưng tuy nhiên thì còn một cái chỉ định nữa, đó là cái nhu cầu của bạn là muốn làm đẹp ngay tức khắc, thì đấy là cái quyền, cái yêu cầu cá nhân của người bệnh, thì chúng tôi cũng không có nhiều ý kiến về vấn đề này. Đấy là liên quan đến câu hỏi thứ nhất. Liên quan đến câu hỏi thứ hai là bệnh ung thư có di truyền hay không, thì đối với ung thư vú nói riêng thì 95% là không có yếu tố di truyền, mà chủ yếu là do các yếu tố phát sinh trong môi trường sống, ví dụ như vấn đề béo phì, vấn đề hút thuốc, uống rượu, những cái vấn đề mà ví dụ lười lười vận động, rồi cái vấn đề môi trường đưa lại đem lại. Chỉ có 5% là liên quan đến yếu tố di truyền. Đó là những cái 5% còn lại là liên quan đến cái vấn đề như si xét nghiệm có cái đột biến BRCA1 và BRCA2. Thì đối với những trường hợp này thì cái nguy cơ mà di truyền sang các cái thế hệ gọi tức là cái thế hệ ví dụ như mẹ đi sang con ấy, thì nó chỉ khoảng 5% thôi. Và cái tỷ lệ mà như tuy nhiên không phải những người mà có cái đột biến gen BRCA1, BRCA2 thì đều xuất hiện ung thư, không có cái chuyện đó. Mà cái tỷ lệ cao hơn so với nhóm người bình thường, cao hơn nó khoảng 1,5 lần so với nhóm người bình thường. Thế thì đối với trường hợp này thì tôi khẳng định là nếu mà mình muốn biết là có di truyền hay không thì chúng ta phải xét nghiệm cái đột biến gen BRCA1. Và tôi phải nhấn mạnh lại là có rất nhiều các cái yếu tố nguy cơ, có thể gọi là nguyên nhân hoặc là yếu tố nguy cơ gây ra ung thư vú, ví dụ như là các yếu tố phát sinh trong cái môi trường sống của mình,
ví dụ như là cái dinh dưỡng không hợp lý, lạm dụng bia rượu, thuốc lá. Cái thứ hai là chế độ ăn uống không hợp lý, ăn nhiều chất béo, những cái thức ăn đồ nướng lên men, như vậy là cái chế độ ăn không hợp lý. Cái thứ ba là vấn đề mà béo phì, và là cũng là hiện nay người ta có thể kết luận đó là nguyên nhân và yếu tố nguy cơ rất cao của ung thư vú và một số các loại ung thư khác, còn nguyên nhân do di truyền chỉ chiếm có 5% mà thôi. Cái câu hỏi thứ ba của bạn là cái trường hợp mà con gái của bạn 25 tuổi mà có một số các cái nang nhỏ kích thước từ 0,1 đến 0,2 ở vú ấy, thì có thể khẳng định rằng là đây là đa u nang tuyến vú, thì có nhiều các cái nang nhỏ, thì đây là một cái bản chất, nó là cái bệnh lý lành tính. Và đối với trường hợp này để phòng ngừa, thì đối với trường hợp thông thường ở cái nhóm người bình thường như tôi đã nói ở cái thời lượng đầu của chương trình, tức là sau 40 tuổi thì chúng ta đi khám tầm soát ung thư vú. Nhưng mà đối với những trường hợp này thì chúng ta đi khám ở cái dạng sớm hơn, vì là đã có mẹ là ung thư vú thì con cái nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn so với nhóm phụ nữ bình thường. Thế là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn và con gái của bạn. Xin cảm ơn.